câu chuyện của cặp mẹ chồng nàng dâu Nguyễn Lại Thu Hiền để lại nhiều ấn tượng cho Hai và khán giả. Nhan sắc của cô con dâu là điều thu hút sự chú ý đầu tiên. Thu Hiền năm nay 24 tuổi, sở hữu gương mặt xinh như búp bê. Hồi mới lấy chồng, cô nàng chỉ nặng 38kg và ngày càng sút cân vì công việc phải chạy show đi trang điểm khắp nơi. Chính vì dốc dáng nhỏ con, Hiền thường bị mẹ chồng nghi ngờ về chuyện mang bầu, sinh con. Em thả cho có bầu. Em bị đa năng, rất khó có em bé. Lúc có bầu, em không tin. Em mua 4 que thử thai về thử, ngày hôm sau thử 4 cái nữa, chắc chắn rồi mới báo cho chồng. Đi khám chắc chắn mới báo cho mẹ và mọi người, Thu Hiền tâm sự. Có thai nhưng nàng dâu cũng phải trải qua nhiều khó khăn, trắc trở trước khi chính thức làm mẹ. Cháu chào đời, bà lại vui mừng phát khóc. Cũng từ đó trở đi, bà vừa làm nội vừa làm mẹ, chăm cháu từ giấc ngủ đến chuyện tắm táp. Bà lại nói đùa con dâu chỉ việc cho con bú còn mọi thứ bà lo hết, thậm chí bà còn phải tận tay ăn cho cháu vì sợ con dâu bế không cẩn thận. Con dâu xinh như búp bê quyết thả để có bầu cho mẹ chồng. Sợ.